Thưa quý vị, sau ảnh hưởng cơn bão số 4 gây nhiều thiệt hại, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn huyện Đắc Hà đang tập trung các giải pháp nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Sáng ngày 29 tháng 9, sau khi nước lũ trên sông Đắk Bờ Si rút xuống mức an toàn, gia đình ông Nguyễn Văn Ái ở thôn Đắk Rơ Bang trở về dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh và sắp xếp lại đồ đạc trong gia đình. Dù không thiệt hại nhiều về tài sản, nhưng mực nước dâng cao tràn vào nhà cũng gây xáo trộn cuộc sống hàng ngày của gia đình. Sau cái trận lũ mình quay lại dọn dẹp, quay vệ sinh các thứ này, thì nói về thiệt hại thì cũng nói chung là cũng có, chứ không mỗi lần mưa đó như này là phải chạy, bởi vì các thứ là coi mình cứ di chuyển đi thì nó không thể ổn định được như ở chỗ cao rồi. Cho nên là nó cũng có thiệt hại. Rồi xong cái trận lũ này chúng tôi lại bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh xong là quay vào sản xuất thôi. Do ảnh hưởng của bão số 4, xã Đắk Bờ Si có 11 hộ phải di rời khỏi khu vực xung yếu để đến nơi an toàn. Trong đó thôn Đắk Rơ Wang có 8 hộ. Ngoài ra nước lũ cũng gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, đặc biệt là diện tích cà phê sắp đến mùa thu hoạch. Ngay sau khi thời tiết diễn biến tích cực trở lại, xã Đắk Bờ Si chỉ đạo chi bộ, ban quản lý thôn và lực lượng tại chỗ tập trung hỗ trợ các gia đình trở về nhà, ổn định sản xuất. Thì sau khi bão lũ nó tan thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các thôn là hỗ trợ giúp đỡ các cái hộ dân là di chuyển về lại và dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đồng thời thống kê cái diện tích hoa màu rồi tài sản bị ảnh hưởng sau bão lũ thì để tổng hợp báo cáo lên cấp trên để có cái giải pháp hỗ trợ tại sản xuất cho bà con bớt cái khó khăn. Chi bộ là theo cái sự chỉ đạo của Đảng ủy xã là có coi như là thành lập một cái tổ cơ động nhanh của thôn là gồm 12 người. Thì anh em tôi là chia nhau ra các khu dân cư thì đều có người trực để nhắc nhở bà con. Và nếu như là khi mà nước nó lên như sáng hôm qua tầm 6:30-7 giờ mưa nước nó lên nhanh ấy, thì chúng tôi tập trung lực lượng tức là giúp bà con vận chuyển đồ lên các cái vị trí an toàn. Và đồng thời cũng là khuyến cáo bà con là di chuyển người nên các cái khu an toàn, tránh hiện tượng không may nó có dông nóc nó sập nhà thì ảnh hưởng đến tính mạng của bà con. Nhờ chủ động các phương án ứng phó với thiên tai cùng sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương, cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn xã Đắk Bờ Si cơ bản trở lại ổn định. Tuy nhiên, bão số 4 đã gây hư hại hoàn toàn 2 cầu treo dân sinh tại thôn Đắc Cơ Đương và thôn Cơ Đông Đuần, gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại sản xuất của bà con và học sinh đến trường. Sau khi bão lũ thì chúng tôi sẽ vận động bà con khắc phục tạm thời. Nhưng thực tế thì đối với cái cầu treo này thì năm nào cũng nó cũng hỏng, năm nào cũng phải sửa, nên rất là vất vả cho người dân cũng như là địa phương. Thì đảm bảo là cái nhu cầu đi lại thì trong thời gian tương lai sau này thì cũng mong muốn là cấp trên cũng tháo bố trí kinh phí để đầu tư cầu treo nó kiên cố để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, được đi sản xuất, rồi học sinh đi học được đảm bảo. Ảnh hưởng bão số 4 trên địa bàn huyện Đắc Hà bị ngập 22 ngôi nhà, buộc người dân phải di rời đến nơi an toàn, gây tốc mái một điểm trường tiểu học, cuốn trôi 2 cầu treo dân sinh, gây sụt lún, hư hỏng nặng gần 10 km đường giao thông và nhiều công trình thủy lợi bị lũ cuốn trôi. Bên cạnh đó, mưa lũ gây ngập trên 30 hectare cà phê và các loại cây công nghiệp, gần 100 hectare lúa nước và hàng chục hectare cây hoa màu. Ngoài việc hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão, huyện đang tích cực xây dựng các phương án khắc phục hậu quả, đảm bảo phục vụ đời sống sản xuất của người dân, chủ động ứng phó với những diễn biến tiêu cực của thời tiết trong thời gian tới.